Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại ngôi nhà mơ ước các bạn ạ. Trước thì hai vợ chồng cố gắng dành dụm sau bao nhiêu năm buôn ma thì có được một căn nhà tặng bà xã nhân dịp ngày 8 tháng 3. Thì hôm nay cũng gần đến những cái giai đoạn hoàn thiện rồi. Hoàn thiện phần thô rồi đúng không dạ. Đấy. Thì sau quá trình hoàn thiện khoảng 3 tháng. Tổng cái công trình này là dự kiến là 5 tháng là bàn giao đúng không? Dạ vâng. Đấy. Thì bây giờ thì đã được khoảng 3 tháng rồi, xong phần thô rồi. Hôm nay mình có ngỏ ý với là anh em bên công ty Tony dạ. Group, bên đơn vị đang thiết kế thi công chọn gói ngôi nhà mình. Thì tối nay là mình sẽ mời tất cả các cô chú anh chị ở đây là đi ăn dạ vâng. cơm tối. Đấy thì trước khi đi thì mình muốn quay phim và chia sẻ giới thiệu với các bạn một chút về cái ngôi nhà mơ ước của hai vợ chồng mình nhé. À, chuẩn bị về nhà mới thấy thế nào? Bên chỗ em Đan, cảm ơn em Đan dạ. rất là nhiều. Nhưng mà cái công trình này có kịp với cái ngày mà sinh nhật của chị không? Vâng, bên đơn vị là cam kết là trước ngày sinh nhật. Vâng, sẽ phải trước ngày sinh nhật của chị. Vì anh Hải có chỉ đạo là bằng mọi cách là phải đẩy tiến độ trước để là món quà sinh nhật cho chị. Đây là giới thiệu với cả nhà. Đây là hiện tại thì phía bên tay trái của chúng ta đây là sông Hồng, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Thì từ đây mà lên cửa khẩu quốc tế thì nó chỉ có khoảng hơn 1 km thôi các bạn ạ. Đấy, đây này, nhà mình thì view là view sông luôn. Đây là sông Hồng đây. Đấy. Đấy, cực kỳ là thoáng mát mà nó không bị khuất tầm nhìn. Dạ. Nhà này thì được ở hướng này gọi là hướng Tây đúng không? Hướng Tây anh ạ. Hướng Tây. Vâng, chính Tây. Đây, mời cả nhà vào trong dạ. chơi tham quan. À đây, đây là cái biển của banner bên dạ. thi công, chủ đầu tư là Hải Tuyên đấy. Bên công ty xây dựng thì là Tony Group, số điện thoại là 0708689888 dạ. Mình thì cũng mới dạ. đi xuyên Việt về như các bạn biết đấy, thì cũng bây giờ mới đặt chân lên đây bởi vì là giao cho mọi người là chào các tráng sĩ nhá. Đây là đang làm cái gì đây này? Dừng tí nhá. Đây đang mài đánh bóng đá cầu thang. À, đánh bóng đá cầu thang. Đá cầu thang nhà mình đá này là xung quanh thang máy. À, từ tầng 2 lên tầng 4 còn thang xoắn tầng 1 thì đá khác. Soi phào. Đây là thang xoắn. Điểm nhấn của ngôi nhà là cầu thang xoắn. À, thông tầng. Còn cái này là cái này là sau sẽ là trần gương ạ. Trần gương hết đúng không? Để nhà mình nó có cảm giác nó sẽ sâu hơn. Thực ra là mình thì có xem thiết kế rồi nhưng mà dạ. mình không biết đọc thiết kế các bạn ạ. Dạ, thì vâng. thấy gọi là nó đẹp cái là ok thôi. Khu vực này là để bàn sau sẽ là để bàn bia. Vâng, khu vực tầng 1 thì sẽ bố trí công năng là tiếp khách và giải trí. Khu vực bên này mình có một cái quầy bar nhỏ. Mini bar ở đây. Dạ vâng, mini bar. Khu vực không gian chỗ này là cái hình như là cái đàn piano đứng đây đúng không? Đúng rồi. Đứng cái tủ này. Thông tầng này là sẽ bố trí một đàn piano. Dạ. Đàn piano cho Hải Nhi các bạn, Hải Nhi rất thích đánh đàn. Vâng. Đàn. Đây là không gian phòng khách nhà mình. Đây là sảnh. Dạ. Đây là thang máy đúng không? Dạ vâng. Thang máy này thì bao giờ cho vào lắp em? Thang máy này thì sau lễ mùng 2/9. Qua lễ mùng 2/9 là dạ. bắt đầu thi công. Lắp đặt thì ở nhà máy thì ra công xong hết rồi. Mất 20 ngày. Cái này còn khoảng bao nhiêu lâu nữa thì xong? Tiến độ sẽ 2 tháng nữa. Bây giờ là bao nhiêu? Hôm nay là 25 tháng 8. Vâng. 25 tháng 9. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 đấy các bạn nhé. Dạ. Sinh nhật em các bác biết là ngày gì không? Mùng 1 tháng 11 đó. Dạ. Hy vọng là cái món quà sinh nhật nó ý nghĩa các bạn ạ. Vâng. Đây là thợ đang anh em đang khâu bảng. Xả bảng. Đây là khu vực phòng khách à? Khách. Dạ vâng. Bách TV. Hai bên là cửa sổ phủ riêng. Còn tất cả toàn bộ đây là cửa kính đúng không? Đúng rồi. Chỗ này là cái lò sưởi. Vâng. Lò
đèn sưởi. Lò sưởi. Cái bức vách này để tạo cái không gian riêng tư khi mà anh chị có khách đến nhà, người vẫn thể sinh hoạt trong nhà, vẫn sinh hoạt được riêng, tạo riêng biệt cái không gian, vẫn có riêng tư cho không gian của khách. Dạ. Thế còn ở phía ngoài này? Ở phía ngoài này sẽ có một cái bàn decor và treo một cái bức tranh ạ. Khi bước vào nhà thì sẽ nhìn thấy cái bức vách này đầu tiên. Dạ vâng. Đi vào đây. Cái bức vách decor để đồ các thứ linh tinh không? Để chậu lọ hoa gì đấy đúng không? Hoa các thứ ạ. Dạ. Trên là bức tranh. Cái này là mình khi mà mình tiếp khách ở trong, có khách đi vào là cũng không ảnh hưởng đến mấy. Đúng rồi, dạ. Hay tạo sự tinh tế anh chị. Ừ. Ok. Anh em đang làm là sao? Đá. À, mình kia lên trên, trên trước đi. À, đá này là đá đá cầu thang. Cầu thang. Đá cầu thang chuẩn bị đây, anh em đang tời lên trên để làm từ trên xuống. À. Đây là hiện tại mình thấy là anh em đang bả nên là hơi bụi các bạn ạ. Dạ. Đang sơn bả nên là. Đây là trên tầng 2. Đây là tầng 2 này là phòng master của vợ chồng mình các bạn nhé. Dạ. Đấy. Giới thiệu anh em sơ bộ bên này là phòng phòng làm việc. Làm việc ở đây. Ừ. Đây là phòng phòng làm việc của mình các bạn ạ. Đây khu vực phòng làm việc, đây là phòng livestream ở bên phòng này. Làm việc luôn. Ừ. Yeah. Dạ. Đều có để bàn, để ổ điện, ổ cắm âm sàn gì cả. À. Đấy, phòng live stream để đưa dạ. Các bác giới thiệu với các bác những món thịt trâu các bếp với cả các đồ ngon này. Đi thông sang đây là phần phòng ngủ của anh chị. À, giới thiệu với cả nhà sang bên phòng ngủ master của mình này. Chào các tráng sĩ. Dạ. Đây là phòng master của mình các bạn ạ. Phòng đây ngủ. Là không gian phòng ngủ của anh Hải. Không gian phòng ngủ. Phòng ngủ thì sẽ có view hai mặt tiền, view ra sông luôn. Đấy, nhưng mà đang che hết rồi. Hôm nay bố trí cho anh em nghỉ sớm thì tối còn. Vâng. Ừ. Đây là phòng thay đồ đúng không? Vâng, khu vực này là cạnh sát phòng ngủ thì là bố trí phòng thay đồ để đồ riêng cho anh chị. À. Và ở giữa thì có bố trí các bàn đảo để đồ rồi là đồng hồ trang sức các thứ. Đây là quay phòng chữ U. Và còn sang cạnh phòng thay đồ thì là nhà đây là phòng vệ phòng sinh. Tắm. Dạ, phòng tắm. Vệ sinh. Dạ. À. Cái này là có cái lavabo à? Dạ vâng, cái này là bố trí khu vực lavabo đôi của anh chị. Còn bên trái này của anh thì sẽ để một cái bồn tắm. Bồn tắm ở đây. Dạ vâng. Bồn tắm lavabo, thế còn bên này là tắm đứng đúng không? Dạ vâng, bên này là bồn tắm đứng. Sen đứng thôi, sen ở tường. Cái tủ này cái bình nóng lạnh. Nóng lạnh này là bao nhiêu lít đấy? Bình 50 lít. À 50 lít liệu đủ không nhỉ? 50 lít là cho một phòng anh hai anh chị thì phải ngoài hay dạ. Bình Ariston. Mình sau mỗi lần đi quay về thì mình sẽ thường xuyên là update cho anh em cùng xem là cái phòng mình nó hoàn thiện đến đâu rồi. Dạ. Bây giờ thì lên tầng trên đi. Dạ vâng. Để anh em lên. Chứ ngày nào ở nhà xa đấy. Dạ vâng. Thế nó thay đổi rồi. Đây là khu vực tầng 3. Dạ. Tầng 3 thì được bố trí 4 phòng ngủ. 4 phòng cho ngủ. Cho 3 phòng để dành cho 3 bạn nhỏ nhà mình. Và 1 phòng dành cho bà. Tất cả các phòng ngủ trong nhà mình thì đều được thiết kế là không gian khép kín, vệ sinh khép kín hết. Các đây không gian giới thiệu với cả nhà chút, đây là phòng bé Hải Nhi. Đấy. Công chúa Hải Nhi đây. Dạ. À phải có tí gọi là điểm nhấn màu hồng. Trần thạch cao đóng xong hết rồi. À. Và là đây là khu vực phòng thay đồ đúng không? Phòng thay đồ và học bàn học của bé sẽ ở không gian bên ngoài này. Ở khu bên trong thì sẽ là giường ngủ và có một cái ghế bố trí, một cái ghế sofa cho bé thư giãn. Ngồi ở đây ngắm view bên ngoài. Dạ. Đây là phòng ngủ. Dạ.
Nền này thì sau sẽ cắn phẳng như này và không có gạch nên phòng ngủ thì sẽ không lát sàn gỗ. Bạn thích là trong phòng của bạn là màu hồng. Dạ vâng, phòng này thì trong thiết kế cũng sẽ là tông màu hồng. Sơn là dạ. Nào cũng mơ ước về giấc mơ là các bạn là con làm mơ màu hồng. Dạ. Còn bên này là phòng cậu cả đây. Dạ vâng. Phòng cậu cả. Đây là khu vực phòng 8 ạ. Dạ. Nhà mình là tổng có bao nhiêu cái nhà vệ sinh nhỉ? Nhà mình tổng là 8 cái nhà vệ sinh. 8 nhà vệ sinh. Dạ. Từ tầng 1 lên đến tầng 5. Nhiều khi. Phòng này của Hồ có vẻ là đây là có một cái bồn. Dạ vâng. Thầy nói vậy thắc mắc bạn bảo là sao mọi người không có tắm ở chỗ view ra ngoài mà con view. Để phòng tắm trong nhà mình thì phòng tắm này là phòng tắm có view đẹp nhất. View đẹp nhất. Dạ vâng. Bạn nhìn thấy không gian rộng nhất. Dạ. Sao cái phòng của mình lạ thế nhỉ? Chỗ ngồi vệ sinh. Dạ vâng. View ra ngoài. Cái gạch này anh nhìn thấy cái gạch này cũng rất là ưng ý này. Dạ vâng. Vân mây mà giống kiểu toàn gạch giá đá. Cái thứ hai là ốp lát cho công trình nhà mình thì bọn em sử dụng là gạch khổ lớn 60 x 2 nên là nó hạn chế được phần mạch và nhìn không gian nó sẽ rộng, nó sẽ sang trọng hơn. Dạ. Hay là chưa đóng thạch cao đúng không? Dạ vâng. Còn đây là bên này là phòng ngủ của cậu ấy. Dạ. Đây là cậu 2. Đây phòng học và phòng ngủ. Dạ. Phòng này thì cũng phòng ngủ này là view thì đầu giường được bố trí ở khu vực này. Dạ vâng. View ra sông. Dạ vâng ạ. Phòng của Hồ view gần giống như là phòng ngủ của bạn. Thấy không? Bên khu vực này là bàn học đấy đúng không? Dạ vâng, khu này thì là bàn học. Đây là kệ treo vì bé nhà mình là rất nhiều em được biết thông tin là bé rất nhiều huân chương, người thì bằng khen các thứ. Thì khu này vừa là và khu học của bé sẽ ở bên ngoài. Khu này là sẽ là để giá sách và huân huy chương lưu niệm các thứ. Rồi. Đây, giờ sang phòng của Kubi nhá. Dạ. Kubi update cho Kubi xem. Đây khu vực bàn học của bé thì sẽ ở diện tường khu này. Khu bàn học đây đúng không? Quá bộ luôn. Đây là sảnh thang máy là chống đồng. Sảnh thang máy là có chiếu chống đồng. Chiếu chống đồng. Và lệ hòa ban đấy. Đây này cứ mỗi một cái cửa này là bước sang là một phòng mới. Và các không gian phòng này sau khi lên đồ nội thất thì nó sẽ khác nhau. Với phù hợp với từng độ tuổi rồi thì giới tính của các bạn. Giường ở chỗ này của ghi là khu vực đầu giường nó sẽ ở bên này ạ. Đầu giường bên đây. Cái đầu giường ở chỗ này. Dạ vâng. Nhưng phòng này thì thường thường là ổ điện sử dụng hai bên giường. Ví dụ bạn ra đây, bàn để đồ đây. Bàn học đây, đúng không? Còn bạn này thì phòng thay đồ và nhà vệ sinh thì sẽ cùng khoang ở bên trong này. Khu vực ngoài này thì sẽ là bố trí tủ áo để đồ. Còn trong nhà vệ sinh của bạn trong này. Đây nhà vệ sinh này. Thế là mỗi một cậu là một khác dạ nhau. Vâng. Này là chưa có điện các bạn ạ, phải có điện vào. Điện nó sáng thôi. Sáng, dạ. Thật ra là sau này mà các con mà có lấy vợ lấy chồng mà về đây ở hết là cũng vâng. Khép kín luôn. Ở đây là mình sử dụng hệ thống điện là thông minh hết đúng không? Dạ vâng, dùng điện thông minh anh ạ. Điều hòa này mình thì dùng của Daikin âm trần. Dạ. Điều hòa âm trần. Đây là phòng của bà. Phòng này là phòng của ông bà đây. Tất cả các phòng nhà mình thì đều có view hết các bạn. Đây, view ra bên ga. View ra ga Lào Cai. Gần như ban ngày thì ở công trình nhà mình thì gần như không phải sử dụng đến bóng điện. Tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên. Dạ. Dạ vâng. Còn đây là tầng 3 rồi đúng không? Dạ. Tầng lên tầng 4 rồi. Cái cầu thang này cảm giác nó hơi nhỏ sao nhỉ? Dạ vâng, thực ra cầu thang này thì nó chỉ là có thang thoát hiểm thôi. Sau là mình sẽ dùng thang máy. Thang máy bao nhiêu thì còn lại là thang bộ. Đây là phòng karaoke. Dạ vâng. Bao giờ thì đội karaoke nó mới vào? Thì phần phòng karaoke này thì ốp ra, ốp nỉ sẽ đường điện nhiều anh. Thì khi mà khâu một thô nó ít bụi rồi sẽ cho vào được tiến độ 1 tháng nữa. Là bắt đầu là phòng karaoke là sẽ vào thi công. Nghĩa sẽ làm sau. Dạ vâng. Phòng này thì
có sửa đổi một chút là sẽ tích hợp thêm là để cả phòng vừa công năng là karaoke, vừa là để gia đình mình có thể chiếu phim. Chiếu phim, à, đúng rồi, hai công năng, dạ. Thế cũng được, phòng này tương đối là rộng các bạn ạ. Vâng. Phòng này thì mình có thể ngồi sinh hoạt được khoảng 20 đến 25 người. À. Vâng, 20 đến 25 người. Đây còn là phòng à, ăn nhậu đây. Chào anh em nhá. Chào các bác. Sức chứa ở chỗ bếp ăn này được khoảng 30-40 người thôi. Được hơn 30 người ạ. Thì khu bếp nhà mình thì có bố trí là hai bàn ăn. Chị nhìn cái phần ốp gạch thể đây thì khu vực này chính là bàn ăn dài chữ nhật. Bàn này sẽ ngồi được 18 người. Còn bên kia sẽ là bàn ăn tròn. Bàn tròn, bàn tròn nhà mình thì sẽ ngồi được 12-14 người. Ngoài ra thì em có bố trí thêm một cái đảo nhỏ ở đây. Để ví dụ như là khu vực bàn đảo này mình vừa ra đồ. Khu bàn đảo vẫn có bố trí ghế cho anh chị. Ví dụ như là những hôm mình về muộn, anh chị đi quay về muộn thì hai người sinh hoạt vẫn thể ngồi lên ấm cúng. Còn khu vực hệ tủ bếp nhà mình nấu nướng thì sẽ ở phần đằng sau. Có dạ. Một bếp phụ nữa đúng không? Dạ vâng. Đây là những cái này mà nấu giả cây hay là đồ dạ. Vitamin go go là nấu ở phía trong này cho nó đỡ mùi. À. À, mình sẽ làm cái này, mình làm thông minh cái cánh cửa mà ra vào anh nhỉ? Dạ vâng. Đây là cái cửa mình mở được mà. Đây là một cái bếp phụ nha các bạn nhé. Từ phòng ăn thì lại bếp, di chuyển ra phía ngoài này. Dạ vâng. Bên này là cũng có một nhà vệ sinh đúng không? Đúng dạ vâng. Đây trên tầng nào cũng có một nhà vệ sinh. Thực ra là khi mà mình nhìn anh em đưa bảng vẽ dạ. Đến thì mình đến đây mình vẫn chưa hình khỏi, vẫn chưa thể hình dung được. Dạ vâng. Kiểu nó phải sơ bộ, nó phải lên lên như thế này rồi mình mới dễ dạ. Hình dung. À, tất cả là... Nếu mà anh mà giỏi như thế thì em cho anh đi quay nó vất vả đâu đi, luôn dạ. Nhưng mà cái gạch này thì cũng được nhỉ, đẹp dạ vâng. Thế, các bác mà nào mà làm nhà mà nó đau đầu quá dạ. Cứ chọn Tony Group mình làm nó thi công phát rẹt phát là mình việc về nhận nhà các bạn dạ, vâng. Đỡ phải đau đầu. Khu vực này của sau khách nên là phụ cơ phòng ăn nên là em bố trí nhiều lavabo và có cả khu vệ sinh nào, tiểu nam cho khách mà để tiện là tránh khách hàng ăn uống lại phải đợi nhau dạ dạ vâng vâng. Và phòng này thì có thể vào nhiều khách một lúc dạ vâng, vì trên này mình tầng 4 là sinh hoạt khách hàng, còn tầng 5 là dạ. Đây mời anh em lên tham quan trên tầng 5. Đây là khu vực phòng thờ đây. Dạ vâng. Đây là không gian phòng thờ cho mình. Đây là phòng thờ. Thờ này hôm nào phải về chỗ làng gốm Chu Đậu làm mấy cái bộ gốm này, đồ của thờ, đồ gốm ấy. Dạ vâng. Bàn nhà mình là có rồi. Chào các anh nhá. Dạ. Tầng 5 này. Dạ vâng đây. Tầng 5 này thì gần như là không gian sinh hoạt cho anh chị. À, khu vực này là sông hơi massage. Dạ. Đấy. Phòng này thì có hai công năng chính. Phòng này thì chủ yếu là phục vụ sức khỏe cho anh chị nhiều hơn. Chúng ta sau này thì sẽ có phần sông khô và sông ướt ở khu vực này. Vẫn có bố trí thêm một cái bồn sục lớn ở khu vực này. Đó là phần nửa không gian bên này, không gian bên kia thì sẽ bố trí là phòng tập gym để anh chị tập thể dục được. Dạ. Chỗ này là ngăn kính hết đúng không? Dạ vâng. Trên này có nhà vệ sinh riêng à? Dạ vâng, và có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng ạ. Này nhìn này thôi nhưng mà nó vẫn phải lên đồ nội thất cơ. Vâng, nhìn nó mới vậy ạ. Đâu vào đấy, đây là phòng giặt đúng không? Dạ vâng, đây là khu vực phòng giặt là. Đây là mình mới hoàn thiện sơ bộ, gọi là 90% phần thô. Dạ vâng. À, còn khoảng tầm phần thô thì còn mình mới cầu thang đá. Vâng, đấy thì bọn em đã tính toán trước là chỗ em đã để một cái ánh sáng tự nhiên để kính vào rồi. Để khi mà chị phơi đồ thì nó cũng rất là nhanh khô hơn. Dạ vâng. Bên này là giếng trời để thoáng hết rồi. Dạ. Kính cũng làm kính trắng luôn để lấy nắng. Còn trên này là sân trên vườn. Này là sân vườn rau. Dạ vâng. Vườn rau ở cho
Ông bà thích lên đây trồng trồng rau sạch ăn. À. Trồng cây ăn quả từ bé bé được không nhỉ? Dạ. Ui giời, trên này thoáng thế. À. Đây, phải nói là trên này nhìn đây mới thấy là nó cái view nó đã. Đây đây chính là lý do mà mình quyết định khi mà gặp cái hai cái can này là mình phải múc luôn. Đây, view các bạn nhìn thấy chấm hết chưa? Phía trên kia là cửa khẩu quốc tế. Đấy, Lào Cai nối liền giữa Lào Cai với cái hà khẩu của Trung Quốc. Còn đây là sông Hồng này. Đây nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Anh biết lý do tại sao lúc anh bảo là mua cái nhà này mà tặng em kết luôn không? Ừ. Mọi năm mà đi xem pháo hoa chân trước nhau đông lắm nên là thay đổi. Bắn ngay trước cửa nhà mình. Trước cửa nhà mình sẽ lên đây xem. Ở đây bắn pháo hoa là trước cửa luôn mà. Ở ở trước cửa nhà mình này hay dãy này. Bắn ở đây để phun ra sông nha anh. Mình bắn để cho hai bên thành phố xem ấy. À. Biết. Này trên này làm mấy cái vườn rau kiểu dạ, thủy vâng. Sinh ấy đúng không? Để phục vụ gia đình nhà mình. Phục vụ gia đình rau sạch. Mặc dù nhà mình trong này có cái trang trại tương đối là lớn nhưng mà chắc là bà thích thì cứ chiều mà thôi. Là đằng sau lại là khu vực ra phía dạ. Đây ga Lào Cai đây, gần nhà ga xa trường học đây các bạn đấy. Mà chỗ này là đang làm một con đường ở đây các bạn ạ. Là cũng sắp hoàn thiện rồi. Chứ mà nhiều khi người ta bảo rồi đỏ chấp hết. Ba mặt tiền luôn. Nhà sẽ sử dụng hai téc nước đúng không? Dạ vâng, nhà mình sử dụng hai téc nước ạ. Nhưng mà nhớ cho cái gì nhỉ? Để cho nó bơm cao áp vào hay là cái tăng áp? Tăng áp để cho nó đẩy cho nó mạnh. Trên này đứng nó mát cảm thấy sướng. À cái này là cửa rồi. Kính. Vâng, đây là mái kính. Mái kính này kính nó sáng ở trong nhà đúng không? Dạ vâng. Ừ. Kính an toàn. Nhưng mà hình như là chưa có cái phần lưới chống vâng, chống trộm. Bảo vệ an toàn thì cái đấy sẽ hoàn thiện sau. Và đây là toàn bộ khung là được làm bằng inox hết này. Inox. Dạ vâng. Đi anh em mình đi xuống dưới đi. Dạ. Thế là các cái cửa mà lên ở vào tầng hai này đều là được đục đồng đúc hết. Dạ vâng. Khu vực mặt tiền nhà mình cũng dùng hoàn toàn là lan can là bằng nhôm đúc, nhôm đồng đúc. Dạ. Thế là tổng diện tích 5 tầng, mỗi tầng hơn 200m, hơn 1000m. Hơn 1000m2. Thi công bắt đầu nhận nhà là thua đến hôm nay là được tròn 3 tháng. Tiến độ thi công là các tổ đội anh em tham gia đều rất cố gắng. Nói chung là anh em dạ vâng. 5 tháng nhận nhà. Các bạn là trước sinh nhật chị Nam Phê rồi. Dạ. Thế này mà mỗi ngày mà đi lên khoản riêng khoản đi lau nhà thôi là cũng hết hơi rồi đấy. Nhưng mà sau này anh nghĩ là chắc là di chuyển bằng thang máy nhiều lên đúng không? Dạ vâng. Sau có thang máy thì mình chỉ đi thang máy thôi. Thang bộ rồi. Thang này là để công năng chính là để thoát hiểm. À. Dạ vâng. Phòng khi mà điện mất điện thì đi thang bộ. Vâng. Này là wifi, wifi là đường mạng kiểu là ok hết rồi đúng không? Anh Trung ơi, anh Trung bảo anh em là nghỉ sớm này, tắm rửa em báo là 6 rưỡi bắt đầu mình nhập tiền nhá. Đây là, đây đúng kiểu là khu vực thông tầng. Cái này giống như cánh buồm ấy nhỉ? Dạ vâng. Cánh buồm mơ ước. À. Dạ, khu vực này thì sau mình có bố trí một cái đèn chùm dài trên này xuống. À. Đèn chùm thả trên xuống. Chỗ này bên này bố trí cái phòng trà, ngồi trà, đấy. Thẩm trà. Ở góc này.
trước mới đầu mình cũng rất thích là bể bơi, nhưng mà sau nghĩ lại thôi thì bể bơi thì vệ sinh với cả làng ngoàng dây điện lắm, thích thì ra ngoài bơi thôi. Vậy là mình mệnh hỏa nó cũng không hợp nước lắm. Đấy. Thế là thay đổi bể bơi sẽ bằng một cái làm, bể cá. Bể cá. Này, dạ. Làm kiểu cảnh vườn Nhật. Thứ hai đẹp. Ở đây phía ngoài này là họ đang làm đường. Nhưng mà công trường này họ lâu chưa thấy họ làm nhỉ? Đường này là bao giờ xong? Đường tiến độ của bên nhà đường là báo 20 tháng 11. À. Thế là cũng kịp lúc mình về nhà mới đấy. Đúng không? Nhà em rất là giỏi. Dạ vâng. Mua đất ở đây nhá thì là người ta chưa làm gì. Lúc mà mình chuẩn bị mà xây dựng được 1 tháng thì bắt đầu người ta có là thông đường luôn. Dạ. Bắt đầu mình thi công thì cũng là đường cũng bắt đầu khởi công đấy. Ừ. Nói chung là người ta bảo rồi đỏ thì chấp hết các bạn ạ. Thôi có khi là bây giờ thì em bố trí cho anh em nghỉ sớm để anh em mình đi ăn cơm nhỉ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà hàng Hải Yến, ngay chỗ đầu đường nhà mình các bạn ạ. Ở đây là một trong những cái nhà hàng mà cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Lào Cai các bạn nhé. Khi bạn search Google Map nhà Hải Yến thì biết. Đây mời các bạn vào phía trong. Đây tiện thì mình cũng xin phép và giới thiệu luôn. Địa chỉ các bạn này, số nhà chị đẹp không? 99 đường Hợp Thành. Số nhà 99 đường Hợp Thành các bạn nhé. Nào. Wow. Không gian rất là dưới này cũng rất là rộng luôn. Cứ bảo là nhiều lần đến đây quay chia sẻ với các bạn vì nó là một địa điểm mà khá là ăn khá là ngon đấy. Chào chị đẹp nhá. Em chào chị. Màn của em xong chưa? Của em xong rồi. Của em ở tầng mấy? Của em tầng 3. Em tầng 3. Đây giới thiệu cả nhà, đây là chủ nhà hàng Hải Yến. Mà chị lại không hề tên là Hải, cũng chẳng phải tên là Yến. À. Chị tên là chị Huệ. Chị tên là Huệ. Hải thì đây. Yến thì nhà. Yến nhà. Em nhờ chị Huệ đưa mọi người đi tham quan nhà hàng mình tí được không? Được, đi. Vâng. Đây là một trong những nhà hàng xây dựng khá là lâu ở thành phố Lào Cai. Nhà hàng mình xây dựng năm bao nhiêu chị? Đây là chị xây dựng năm nay phải được 15, 2008. 2008, 15, 2010, 2008, 2018, 2028. À ui, 12 năm rồi. 12 năm. 12 năm. Nhưng mà chị lại cập nhật nào thay đổi cái gì đấy? Thì chị lại sửa luôn, Mình đi thang máy đi từ trên xuống nhá. Mình đi thang máy đi cho nó ấy. Chị là tổng mấy nhà hàng nhỉ? Ba. Chị ba. Ba. Một cái ở hai cái là thành phố Lào Cai, một cái ở thành phố Sapa, ở Sapa. Nhà mình là tổng có bao nhiêu phòng VIP tất cả chị? Nhà chị ở trên này đang có 5 phòng. 5 phòng. Cả nhà hàng này là có 5 phòng VIP như này á? Cái mỗi... phòng này to có thể ngồi tối đa được 14 15 người. À. 14 phòng này người. Là cái bàn này là to. À. Nhưng mà những cái phòng này thì mình có thu thêm phí thì không hay là nó giống nhau hơn? Không, không thu phí. À. Uy tín đấy. Uy tín đấy. Không hề thu phí một tí nào. Mỗi phòng là một màu riêng. À. Không phòng nào giống phòng nào. Ê, đừng bật nhạc nhé. Ở đây mình sử dụng giấy dán phòng hết thôi, giấy dán này nó thích mấy... mình thích đổi cái mẫu nào nó dễ nhỉ? Cứ tầm mấy tháng chị lại đổi một lần. Phòng này là to hơn. Phòng này thì được 2 bàn nhưng mà bàn tròn nhỏ hơn, bàn này bàn 8-10 người. Được khoảng 20-30 người. Những cái phòng VIP này thường mình có phải đặt trước không chị? Đặt trước thì còn nếu mà không đặt thì hết thì thôi. Phòng này cũng được 2 bàn. Đây là phòng rộng hơn. Phòng này thì chị đang set up 3 bàn nhưng có thể được 4 bàn. Phòng này ngồi được khoảng 40 người. Thế sao vừa nãy không cho em phòng này? Em có phòng riêng nhưng mà rồi nó hơi chật. Chị để riêng cho em một tầng. Để riêng cho em một tầng một luôn. Một tầng có cả cho hát hò các thứ, xem mọi người có thích hát hay thích văn nghệ giao lưu. Rồi. Cho thoải mái. Nhưng mà nó có điều hòa gì chị? em nóng lắm vì phải có điều hòa. Đúng rồi, phải có điều hòa, không điều hòa. Đây cũng là một trong những phòng VIP. Đây cũng một phòng nhưng cũng một kiểu màu khác. Mỗi một phòng là có một cái tông màu riêng. Thế này mà khách khán giả Sapa TV ở thành phố Lào Cai muốn đặt ăn thì gọi cho chị vào số điện thoại nào nhỉ? Số của chị là 0913
318 913 318 868. Chị đọc lại nào. 0913 318 868. À ok. Được đấy. Cứ lấy mật khẩu là Sapa TV là được ưu đãi giảm giá chị nhỉ? Đúng rồi, giảm giá 10%. Đấy. Phấn khởi. Tất cả du khách ở Sapa Lào Cai khi đến ăn cứ lấy mật khẩu là nhà hàng Sapa TV. À quên nhầm. Mật khẩu là Sapa TV, cứ đến nhà hàng Hải Yến nhá. Mình đi bộ tầng dưới rồi chứ. Mình đi bộ luôn tầng dưới. Sẽ được giảm giá 10%. Hôm nay rất là vui khi chị Huệ là để dành riêng cho mình, nhà mình một tầng riêng, có nghĩa là cái tầng này không đón khách các bạn ạ. Rất là vinh hạnh. Rồi, thank you chị đẹp. Cảm ơn chị. Vâng. Xong rồi tí lên nhậu với em nhé. Ok em ok. Nhá. Ok chị. Đã. Chào các bác nhá. Chào anh em. Xin chào cả nhà. Cho lên đồ hết đi em, một lượt lên hết luôn nhá. Cho chị rượu các thứ ra đây luôn em. Chào đại gia đình dân tộc Việt Nam. Đây mà anh em xem này. Đấy, đã mở Sapa TV rồi kìa. Uy tín không? Rượu trắng đi. Hải Nhi chào mọi người đi. Không, chào lại nào. À, chào lại nào. Nào tất cả anh em mời cả công ty một ly nào. Nay thay mặt gia đình Sapa TV cảm ơn công ty Tony Group nhá. Đấy. À, như này người ta gọi là xong bao nhiêu phần trăm rồi? Xong khoảng tầm 70%. 70%? 70%. Còn 30%. Rồi, anh em mình rô bắt nhờ. Anh em ơi! Tony Group! Mai đấy! Để chứng tỏ là bây giờ mình thấy là Tony Group rất ít nhân viên là xem Sapa TV. Khi Hải hô là Tony Group, anh em hô mãi đỉnh nhá. Anh em ơi! Tony Group! Mãi đỉnh! Rồi, cảm ơn anh em nhá. Chúc anh em ngon miệng nhá. Anh chị em dùng tự nhiên ạ. Nay giới thiệu với cả nhà thì mình đặt ở nhà Hải Yến thì có một số những cái món em giới thiệu qua đi nhỉ. Ở đây là đầu tiên đây là món lợn cắp lách lướng. Đây là mực xào. Đây là tôm. Ngoài ra còn có món là bò sốt tiêu. Đây là gỏi cá hồi. Tiếp theo đây là gà hấp. Đây là cá tầm xào. Cá tầm xào. Đây là xôi chim. Đây là đây một món nữa là lộm bò. Còn một món ngựa nứa tảng nữa. Đây là lấm xào rau củ quả. Đây tổng hợp không đây? Em mời các tự tay đi đặt ăn mà không nhớ à? Các anh chị em nào, anh em rót rượu đi, anh mời cả bông cái này. Tự nhiên nha. Anh em cứ ăn uống tự nhiên một bụp nhá. Mời các bạn. Anh chấm gà, anh có pha này tí. Có, pha làm cháo. Cảm ơn sếp Dan. Anh Quang là bên thi công. Trung là bên giám sát. Lên là bên thi công cá coi. Còn anh là điện nước. Còn em là thạch cao. Thế ông Sơn Bả đâu? Sơn Bả Lâm ơi. Sơn Bả sang đây thôi. Ông đội trưởng đâu sang đây nào. Để cho anh em bế anh em lên tivi tí. Ngày mai không ngồi đây. Không làm được nữa thì thôi. Ngày mai không, mà không ông nào không làm được là ông tự hiểu rồi đấy. Ok. Đây, làm tí đã gọi nhá bây. Đây, đây là gọi cá hồi. Tâm à. Chung lấy cho mọi người hộ tôi phát nhé. Đây là món bò sốt tiêu này, thử xem này. Mời anh em nhé. Ngon. Chả cháo chưa thành một bát. Đây chẩm cháo này anh ơi, đặt ở phía bên đấy một bát này. Tí nữa còn có cả thịt trâu, thịt trâu hấp nữa cơ. Đây anh em cứ nhậu đi, còn nhiều món nha. Đây. Anh em là thích ăn cay thì chấm vào chẩm cháo nha. Thực ra là rất nhiều lần cũng muốn là
mời anh em đi quay phim, nhưng mà không lần nào đông đủ như hôm nay. Nay may có ra nên là anh em mới video cũng bình thường, là tôi hay đưa mời anh em thợ thuyền của ông ấy đi uống bia lắm ấy. Hôm nay mới lộ ra. Nhưng mà đề nghị là không được trừ lương các em ấy nhá. Thôi, xin phép cả nhà nhá, anh em cứ giao lưu thoải mái nhá. Uống riêng với ở Đan cái. Cố gắng làm sao mà đúng tiến độ giúp anh, vì là sinh nhật của chị nên là... Cho nhận một tạt. Cố gắng đến sinh nhật của Tuyên là bàn giao nhà. Thế bên Tony Group là Dũng đúng không? Dũng Dũng hôm nay bận không lên được cái. Sếp Dũng hôm nay bận có mỗi sếp Đan lên thôi. Em mời hôm nào bố trí nội thất mà xong để anh phi về. Tham quan xưởng, quay chia sẻ với mọi người. Còn lịch trình của mình sau buổi tối ngày hôm nay, mình sẽ phi về Hải Dương cùng với cả em Huy. Đấy, thì Huy sẽ là người tiện cho Hải cái bộ lục bình các bạn nhé. Đấy, bộ lục bình siêu to lồ. Cái này là mấy mét nhỉ em nhỉ? 3 mét. Cao 3 mét, đường kính 1 mét. Nhưng mà 3 mét đã thuộc diện là cao to chưa? To lắm rồi chị ạ. To lắm, đường kính 1 mét lắm rồi. Cao 3 mét. Thế cái bình đấy anh định đặt ở đâu? Em nhìn thấy là chị đặt ở chỗ nào? Chân cầu thang chị ạ. Chân cầu thang luôn á. Nhưng mà có vừa không đây? Chú là lên nghiên cứu rồi đúng không? Nó mà không vừa là cho bổ củi nấu bánh chưng ý nhá. Làm thớt nhá. Bổ củi đu lên lấy than nướng thịt trâu các bếp. Đi tí luôn. Rồi, xin phép cả nhà uống với em Huy cái nào. Đặt hai cạnh cầu thang nhá. Đấy, nhà mình có một số hạng mục đấy, có đơn vị nào muốn tài trợ cái gì thì cứ liên hệ với Hải nhá. Thì hạn như là hoa quả, cây cảnh, rồi chim cá các kiểu. Đang chuẩn bị thi công hồ coi giờ thì cá dạ. Coi thoải mái nhận. Cảm ơn nhá. Rồi, ok em, ở đây là cái gì to loại khủng thì nhận hết anh ạ. Cái bàn này là cái bàn xoay tròn nhá. Các anh chị em thích ăn cái gì mình xoay nhá. Hôm bắt con chấm 40 cân, 39 cân. Xin phép ba cả nhà là mời hai vợ chồng, mời riêng các anh chị ở đây cũng đi. Không biết là anh em ở đây tuổi tác thế nào. Có những anh em thì nhiều hơn, có những anh thì ít tuổi hơn. Ô, nhưng mà vừa nãy ở công trường nhìn khác mà bây giờ về lên ông nào lên đồ phát nhìn nó đâu vào đấy hết chứ nhỉ. Cảm ơn anh em nhé. Chúc anh em là sức khỏe để cố gắng là sao mà thi công ngôi nhà mơ ước của gia đình nhà mình nhá. Anh em mình dô cái tình cảm nha. Sức khỏe ạ, anh em. Anh em ơi! Ôi! Tony Group! Mai đi! Sapa TV! Mai đi! 2, 3! Dô! 2, 3! Dô! 2, 3! Ủa! Bao nhiêu? Hết! Ok. Anh em mình dô cái nào. 2, 3! Dô! Rồi, cảm ơn anh em nhá. Anh chị em dùng tự nhiên nhá. Xin phép mời anh chị em trong mâm cái. Đây là anh em bên đội trưởng Thạch Cao. Hai chồng em sang đây là xin phép được mời các anh các chị ở trong mâm một ly. Chúc toàn thể các anh các chị luôn luôn mạnh khỏe và thi công công trình làm sao mà cho em kịp tiến độ để mừng sinh nhật em nha. Bây giờ thì hôm nay là cảm ơn anh em trước, vì lẽ ra là mình phải nên là làm bữa cơm này từ ngày đầu các bạn ạ. Nhưng cái lúc khởi công mình đã không có ở nhà rồi. Lúc này đang hành trình là xuyên Việt. Thôi mời tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người sức khỏe nhá. Em dô với tình cảm nào. 2, 3. Dô. 2, 4. Dô. 2, 5. Dô. Tao dô cái đi. 2, 4. Dô. Ở đây là Lào Cai phải 24. 24. Lai Châu mới 25. Chúc anh chị dùng bữa ngon miệng nhá. Dạ. Đây, mời các bà, mời các chị ở bên này. Mời các thợ, cả thợ chính rồi anh em. Mời các bà với các chị nhờ. Nhưng mà hôm nay vẫn thiếu sao nhỉ? Thiếu ông ấy. Ông ấy đi về quê ăn
rằm thôi. À. Ông về quê ăn rằm. Ở trên Tây Bắc ấy, vào cái thời điểm này các bạn ạ, là các cô các chú là hay có cái rằm rằm tháng 7 đúng không nhỉ? Đúng rồi. To lắm ấy, nhiều nơi còn to hơn cả Tết. À, em ơi cảm ơn. Nhưng mà anh em mình tươi tươi gì nhỉ? Tươi luôn. Tươi đi cho em. Đây là anh em bên thi công, bên thợ xây. Đấy, ốp lát rồi các kiểu. Người ta bảo rồi, ở nhà thì vơi đi chơi đầy, mình cứ cho vào phải tươi thôi. Đây là những anh em mà chuyên đi làm đẹp cho đời đấy. Đúng không? Rồi, thế con ăn chút sức khỏe bà với các anh, các chị nào. Ở trong mâm một ly ạ. Nào, anh em mình, con xin phép bà với anh chị là hô cái cho tình cảm nhỉ? Rồi, anh nào làm quản ca đi. Anh làm quản ca đi. 24 đi. Hải vẫn là quản ca. Rồi. Anh em ơi! 24! Lô! 24! Lô! 24! Rồi, chúc cả nhà con miệng nào, mình rô cái cho tình cảm nào. Wow. 24! Rô! Đây. Cảm ơn bà nhé, chúc cả nhà ngon miệng nhé. Em ngồi góc bên kia, nếu mà ai muốn uống riêng gì thì cứ sang đi nhé. Anh ngồi đây. Anh. Kéo ghế đây. Em ơi. Cái quạt này nó quay thì nó sẽ hơi ấy đấy nhỉ. Bấm. Đây không? Hải Nhi ơi. Xôi chín ngon. Hải Nhi ăn tôm đi nhá. Cô để cháu ăn tôm. Cái này là nộm bò anh ạ. À, cái mực xào rau củ quả ngon à. Anh em ăn uống tự nhiên nhá. Mình là đói là hay không chịu được nên là anh em mình có Huy Bến Tre nữa nha. Mời mời anh chị em con tôm nè, anh. Đan ơi. Tôm nước mà. Đây chị. Cảm ơn em. Anh. Em mời anh. Chào chị Tuyên ơi, để cho em 20 lọ này mang về nhà hàng. Cái nước dầm chéo này á. 20 lọ này có giá xỉ đấy. Em cho thêm ốc lợn vào hoặc là bất kể ốc con gì vào đây là nó tăng thêm độ dậy. Em mời anh Quang cái nhỉ? Ốc là phải luộc nhé. Anh Quang làm tổ trưởng. Và chúc sức khỏe anh nhé. Dạ. Dạ. Ok. Là làm tí cá hồi cho nó, cá hồi Sapa. Nhưng mà ở đây thì mọi người biết thì sai cái nó hơi mỏng. Nó không như trên mình. Trên mình phát là bê mồm luôn. Anh chị em nào ăn được nguyên chất thì ăn, còn không thì nhúng qua chanh nhé. Có mấy bát chanh ở đây đấy ạ. Nhà hại chồng em là hay thích ăn kiểu nguyên bản luôn đấy. Ôi em bị dính bột tạt đây, không biết nó có bị sông lên không. À. Sau hôm nay Hải sẽ có cái lịch sẽ về Hải Dương tiện cặp Lục Bình và sau đó thì sẽ đi miền Trung để gặp anh em Sơn Dược Vlog các bạn nhé. Đấy, gặp team Sơn Dược Vlog. Hay uống với ai rồi nhỉ? Uống với bạn Trung chưa nhỉ? Chưa. Chưa. Anh em làm gì nhỉ? Nếu mà các bạn mà gọi cho Hải vào cái thời điểm này ấy, mà thấy máy Hải bận ấy là đang nói chuyện với cả bạn Trung giám sát. Hai bà vợ cứ suốt ngày ghen tôi với ông. Bảo cứ gọi cho ai? Máy bận suốt. Máy toàn bận. Đấy, đây là người tình đấy các bạn ạ. Chúc khỏe các bạn nhá. Ok, chúc khỏe nha. Rồi rồi là cứ hay gọi xem là công trình đến đâu rồi. Đấy, anh em cứ bảo là nhiều khi đang nói chuyện này gọi ngủ quên mất cái con. Mình vẫn cứ để điện thoại. Đấy, chiều người yêu hết mức cái này bảo sao không yêu. Không, tại vì là Hải cũng thích xem thợ anh em làm á. Với lại quá trình đang làm nhà cho Hải nên là
Thực ra là tất cả mọi thông tin mình cũng làm rất nhiều các công trình rồi, giống như ở là nhà hàng, khách sạn cũng như là mấy quán đặc sản Tây Bắc. Nhưng mà không có cái nào mà nó cảm xúc như cái này, vì cái này là cái phải rất là tâm đắc để tặng sinh nhật cho vợ cũng như là tặng cho gia đình rồi các bạn. Nhà thì cũng có vài cái nhưng mà không cái nào như cái giống cái nào cả. Cái này là nó làm theo ý của mình. Nên là mình cũng muốn là nó ý là tất là sau cả này những nó... cái công năng ấy thì là do mình là sắp xếp tự lên decor tất cả mình ưng. Nhưng mà cái này có một cái mình thấy là có đáng lẽ là có hai cái. Cái này là cái mình nhớ là phải tặng 14 tháng 2 cho vợ. Đúng rồi. Hôm đấy là Valentine. Cái nhà này là mua dịp đúng Valentine. Đúng rồi. Anh đi theo dõi bạn em kỹ nhở. Thôi xin phép là mời riêng là người tình của chồng em một ly. Là mời em sinh nhật. Tới này là đúng ngày sinh nhật của Tuyên của anh nhá. Bàn giao nhà. Sinh nhật em là ngày mùng 1 tháng 11 nhá. Các bác nào có muốn tặng quà gì thì tặng trước nhá các bác nhá. Anh em kiến cố gắng để chị cố gắng làm sao mà đúng hạng mục. Người ta là trai mùng 1 cái hôm sau em là đẻ tranh ngày con trai luôn anh ạ. Anh ấy biết nào, gái mùng 1 mà. Em mùng 1 này. Chúc khỏe anh nhé. Hai đứa mùng 1 làm gì đi. Wow. Em uống với anh Trấn nhỉ? Vâng. Anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Tuyến. Anh Tuyến ạ. Mình chuyên về điện nước. Điện nước, vâng. Em tên là Hải nhé. Nào. Hôm nay là hội tụ tất cả những ban vệ. Đủ ban vệ hết rồi đây. Người thì làm gạch này, người làm đá này, người làm sơn này, người làm thạch cao. Đâu, này, ông, nước ông Sơn rồi. Đầy đủ. Ông Sơn bảo đâu? Cả ông cá coi cá yết nó có hết. Này đầy đủ tất cả các ban vệ. Anh em là bên nào? Bên thầy cao. Thầy cao là sao chắc hòm hòm hết rồi chứ nhỉ? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em nhé. Khoảng bao lâu nữa là xong anh thầy cao? Thì mai và ngày kia sẽ nào hoàn thành. Còn các tầng nhà tuyển sinh. Rồi, mời anh em. Cầm ba đua ra đây luôn đi em ơi. Thầy cảm ơn chưa? Thực ra là không phải là dễ gì mà tự dưng tin tưởng giao phó cho hẳn một công ty để họ hoàn thiện cái ngôi nhà đó các bạn ạ. Vì là phải thực sự rất là tin tưởng luôn ấy. Mình thì cũng tham khảo anh em rất là nhiều, cũng rất là nhiều các công ty lớn cũng ngỏ ý là muốn hỗ trợ Hải để hoàn thành cái giấc mơ của vợ chồng mình. Nhưng mà rất vui khi biết anh này, anh biết Dũng. Vâng. Đấy, Dũng xong rồi biết Đan, anh em công ty. Sau này sau khi mà xong cái ngôi nhà ở đây thì sẽ lên Sapa xây tiếp cho anh một cái nữa trên Sapa. Đi nghỉ dưỡng rồi, Sapa là nơi nghỉ mát lý tưởng. Anh em phải sao mà Sapa lạnh lắm bạn ạ. Anh em nhưng mà lần này nhé. Mà ở Sapa thì cũng vẫn phải là anh Trung đồng hành như đúng. Nếu mà Trung giám sát rồi chỉ đạo các thứ thì ok ngay, còn nếu không là nếu mà chuyển người yêu thì là cũng dỗi luôn. Đúng người yêu Trung. Chắc là tất cả anh em ở đây đều đội thi công ở nhà đồng khởi bọn em cảm ơn anh chị đã thực hiện công việc. Thì tất cả anh em tất cả anh em đồng khởi Sapa TV hoàn thành cho anh được ngôi nhà đẹp nhất. Vợ chồng Hải chúc khỏe vợ chồng Hải. Rồi. Nhà mình phát triển càng ngày càng đi lên. Cảm ơn anh Sơn Bả nhá. Tí anh em giao lưu với phát triển mạnh là anh em có công ăn việc làm là tốt rồi. Nhưng quan trọng là phải các anh phải làm đẹp hôm nào mà bàn giao bọn em phải ok. Thích thì em mới duyệt cái thứ hai anh ạ, còn nếu không thích thì lại dừng luôn rồi. Cái đấy là khẳng định rồi. Đó, anh em vô cái đó. Wow. Anh em ơi! Tony Group! Ok. Để cho bà ăn.
Cho em xếp mời anh Sơn Bả cái nhỉ? Anh là em thôi. À, em à. Nay mấy khi được ngồi với cả các đội trưởng, tổ trưởng rồi các... Đây. Vâng, mời anh nhé. Lâm. Sinh năm bao nhiêu? À. Thế là không, nhiều hơn, cái năm sinh nó to hơn. Số là to. Số thì to. Rồi, cảm ơn Lâm nhé. Rồi. Có thì giờ chú hỗ trợ giám sát anh em cho nó chuẩn chỉ cái. Nhiều khi ngồi với các lãnh đạo này thôi, các lãnh đạo ở xa lắm. Quan hệ tốt với anh em là tạo gần. Rồi. Rồi, ok. Em không biết nhưng mà cứ ở đây mà gần đây mà cứ mà chống thấm mà được mấy hôm nó lại ngấm tường, em lại cứ réo thì nó dễ. À, nếu mà chống thấm mà mấy hôm mà ngấm tường mắt là mình bóc phốt các bạn nhé. Đúng rồi. Bảo công ty Tony này làm không được đâu. Nói đùa chứ thực ra là anh em chơi nhau là cực kỳ là tâm huyết luôn đó. Quên em. Ừ. Anh em Tony nói là mình khai mạc ở trên này nhưng mà thực ra mình làm cũng là tâm huyết. Mình xem giống như mình đi thi công nhưng mà thực ra mình vẫn nghĩ là mình làm như nhà của mình. Chính xác. Thế đó. Mình nói thật là khi mà có mình đi kinh nghiệm nhiều rồi thì tất nhiên mình sẽ biết được những cái lỗi và những không. Cái gì. Nhưng mà tôi thấy bạn nói là chuẩn đấy. Giống như nhiều nhà hàng tôi khi quán triệt anh em đầu bếp nấu là phải nấu giống như nấu cho người nhà mình ăn. Người nhà mình ăn. Bố mẹ, ông bà, bố mẹ, người thân ăn thì nó mới nấu chuẩn được. Giống như bạn làm nhà thôi, bạn làm nhà bạn phải là làm đây là ngôi nhà của mình thì mình dồn mọi tâm huyết vào đấy được. Đấy, chứ còn nếu mà mình theo kiểu mà làm theo kiểu ối rồi là từ trên xuống dưới là mỗi người mà chỉ cần bỏ êm một chút thôi là cái công trình nó không đi đến đâu cả. Mặc dù hoàn thiện thì là nó vẫn ok nhưng mà sau một vài năm nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Đấy. Theo thời gian và mình có đảm bảo được hay không thì thực sự là nhà bạn thì tất cả mọi vật liệu và về thi công thì hầu như ngày nào anh em mình nói chuyện rồi. Rồi. Đấy. Mình suy như kiểu bán hàng online này anh này. Mình bán hàng ok thì khách quay lại 30 lần, 35 lần vẫn đặt hàng bình thường. Còn nếu mà bán ở theo kiểu chộp giật kia chỉ được một thời gian một lần ngắn thôi, một lần duy nhất. Không nhưng mà bây giờ hôm nay là có, không có sếp Dũng ở đây nhưng mà có sếp Đan thì anh em gài kèo luôn cho khán giả của kênh Soa TV. Là em cho anh mượn cái mic này. Đấy, cái này là phải âm thanh nó phải chuẩn nha. Nhưng mà bên tiến độ bên công ty mình ấy đầu tiên là tiến độ thì chắc chắn là khi cam kết tiến độ là phải chắc chắn là chuẩn rồi. Dạ vâng. Không nói rồi. Nhưng mà nếu mà khán giả của kênh Sapa TV trên mọi miền Tổ quốc dạ. có nhu cầu muốn thiết kế rồi thi công dạ. rồi làm nhà chọn gói vâng. thì alo cho em vào số nào nhỉ? Thì hiện tại công ty thì có số hotline là 076 488 222 thì có bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì nếu mọi người có nhu cầu chỉ cần mọi người có nhu cầu thôi. Đơn vị công ty thì sẵn sàng là qua hỗ trợ tư vấn miễn phí để mọi người có thêm một kênh để mọi người tham khảo. Và cũng rất mong muốn là được mọi người ủng hộ gọi điện cho số hotline trên để công ty có cơ hội. Số điện thoại bao nhiêu nhỉ? Số điện thoại là 076 076 488 488 từ quý 2 2222. À, từ quý 2. Vâng thì còn website. Website là nội thất tonygroup.vn. Thế còn bây giờ anh hỏi luôn như này cho nó dễ này. Ví dụ như là khán giả của kênh Sapa TV dạ. muốn làm thiết kế rồi nội thất hoàn thiện nói chung là từng hạng mục đúng không? Dạ vâng. Thì lấy mật khẩu là Sapa TV thì được chiết khấu bao nhiêu phần trăm nhỉ? 10% được không anh? Ê, anh em nha. Dạ. Gài kèo cho anh em 10% rồi. Thế còn ví dụ như là như mình hay là khi mà mình làm mình đặt vấn đề với bên công ty Tony Group thiết kế cái ngôi nhà của mình. Dạ. Thì miễn phí thiết kế. À, miễn phí thiết kế luôn á?
Đúng rồi, miễn phí thiết kế nếu thủ tục thi công. Mình vẫn thi công thì bạn ấy sẽ miễn phí, còn nếu mà không. À đúng rồi, nó ưu tiền. Tiền thiết kế. Có nghĩa là khi mà Tony đã nhận chọn gói thì miễn phí thiết kế. À nhận chọn gói là miễn phí thiết kế. Em lựa chọn của công ty này bởi vì là em đã hỏi tìm hiểu rất kỹ là bạn ấy là sản xuất luôn cả nội thất, là mình có thể là về tận công ty để mình xem, mình tham khảo. Về nhà xưởng luôn. Về nhà xưởng. À thế là nếu mà thế bên em là thiết kế luôn. Đúng rồi. Thì thi công luôn thì là miễn phí tiền thiết kế à? À. Đấy nha anh em nhá, nó nói đấy, không phải tôi nói đâu. Rồi thay mặt anh em là cảm ơn sếp Dan. À chủ tịch. Hai chủ tịch. Rồi. Công ty có hai chủ tịch được á? Đó thì chủ tịch nhà với chủ tịch Dan. À. Thế cả hai chủ tịch gì đó. Đầu tư. Hay quá. Này ngại lắm, chủ tịch cái ngôi kia. Đây là phó chủ tịch. À phó chủ tịch à? Nè. Hóa ra là mình sai à? Chơi đôi đua em ơi. Đúng rồi, anh sai chưa? Chơi đôi đua. Đấy. Thôi bây giờ xin phép là rót tất cả anh em ly đi nhỉ? Huy ơi! Tí mày vẫn phải mày trốn. Thực ra là đang ăn thịt trâu cay cay đó. Sau khi mà anh em mình ăn cơm xong bây giờ ấy, thì lát nữa mình sẽ có một hành trình cùng em Huy di chuyển về Hải Dương các bạn ạ. Đấy. Anh em cho xin miếng thịt trâu. Còn tiện đây thì xin phép cả nhà là giới thiệu giúp vợ luôn. Đây là thịt trâu các bếp Sapa TV. Đấy. Chấm chấm chéo. Chấm ấy là chấm chéo. Các bạn mua 1 kg thịt trâu các bếp thì sẽ được tặng một loại chấm chéo. À, đúng không? Không, nửa kg tặng vào lọ. À, nửa kg tặng vào lọ à? Còn 1 kg bây giờ các bạn e-book trực tiếp vào website, em tặng cho 3 phần quà cơ mà. Các bác bây giờ khi mà mua hàng, bất kỳ một hàng gì thì các bác nên truy cập vào website sapatv.vn để làm sao? Để đảm bảo là mình mua được hàng chuẩn nhất, chính hãng. Đấy. Mà website bên em là gì đấy? Website bên em là nội thất tonygroup.vn. À, nội thất tonygroup.vn, ok. Đấy. Các bác truy cập vào website ấy. Website là giống như một quyển sổ đỏ ấy. Nếu mà mình là... Việc khác biệt không em? Thì trong bếp thì mình đang bán là 1 triệu/cân nhá. Các bác ủng hộ Hải để Hải tiếp tục đi quay phim chia sẻ với các bác. Chứ không mà vợ bắt ở nhà các bạn ạ, bắt ở nhà giám sát. Mình xin cảm ơn nha, uống mời riêng, xã mời ly. Không, mời riêng phải đi ra đây. Đầy vào. Không, nhưng mà ra là vợ chồng mình trong mâm rượu là không có chồng vợ chồng quan với cả người yêu gì đâu. Kiếm tiền là cùng tiêu mà trong mâm rượu ấy thì là không cùng là vợ chồng à? Là cùng uống, say là cùng say, tỉnh là cùng tỉnh. Đấy. À. Anh vừa quảng cáo trâu mấy cái này cho em rồi, tí em lại cho anh đi quay tiếp nhá. Không, các bác nhớ mua ủng hộ em một chút nhá. Uống mấy tráng sĩ bên Sơn Bảo Martin, tráng sĩ này quan trọng lắm à. Mai là thấm rột mấy là nó gồ ghề ở đâu là... Không, Hải từ trước đây chưa bao giờ bóc phốt ai cả. Đấy, chỉ nhờ anh em thôi làm sao cố gắng nó đẹp nhất có thể. À, mời anh em nhé. Anh cảm ơn nhá. Rồi, ok. Ăn đi nhá. Ok. Ui. Ăn đi. Nhưng mà anh em thấy châu qua bếp ăn hương vị nào? Ổn lắm. Anh ơi. Thế sau khi đã thẩm được cái món thịt châu mà chấm chẩm chéo này thì chốt luôn trên mâm. Nghĩa là trên đường bay. Vừa mới nói xong thì cứ làm tạm 5 cân nhá anh nhỉ. Em mới bảo là em nghĩ em ăn nhiều nhà nhưng mà bọn anh toàn chốt bằng tấn thôi. À không, mình gọi là về để giới thiệu cho khách ở tại. Chắc sẽ mời anh Hải tới đây các anh chị. Tất cả anh em ra đón đi. Hôm nay là phải nói là hơi bị khê đấy các bạn ạ. Vâng, chào em ơi, anh Hải. Em giới thiệu em tên là Vinh, em là em của anh Tính ạ. À, em đang làm cảnh Tính. Vâng. Thi công và xây dựng phần cá cho em. Rồi, cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Chúc anh Hải nhé. Rồi, anh cảm ơn nhé. Ok. Em mời anh nhé. Đây. Nói chung là khi một công ty, một tập đoàn mà nó hùng mạnh như này cảm thấy là nó phê pha nhỉ, sướng. Anh cảm ơn.
Nhưng mà này, chú thấy điều hành một công ty này vất vả. Đúng mà vất thì cũng có vất, nhưng mà được phục vụ làm đẹp cho mọi người. Cũng nghề làm đẹp cho mọi người. Dạ. Nghề xây dựng. Mình có anh lúc đẹp xong lại phải rút quân. Ừ. Lúc đẹp nhất là anh em rút quân. Đúng rồi. Cái lúc gọi là vật vã nhất là nghĩa là công trường nó lộn xộn nhất, bậm nhất, bẩn rồi là ồn nhất, rồi mọi thứ khó khăn vất vả nhất thì có mặt. Dạ. Không người đẹp con là... lành bàn giao cho chủ nhà thì lại rút quân. Nhiều khi nghề, cuộc sống là nghề xây dựng cũng thế. Nhưng mà phải là sự hài lòng của khách hàng mới là thành công của chúng ta. Đúng rồi. Nói chung là trong cái ngành nghề của anh em mình thì nó đều có những sự vất vả. Giống như anh em bếp bọn anh, khi mà khách đến đông xuống dưới bếp nó không khác gì kiểu chiến trường. Mình người chỉ huy như bếp trưởng ấy, chỉ đạo anh em. Chứ không là nếu mà những người không biết chỉ đạo phát rối ngay. Công trường giao cho cả trăm người nhưng mà không biết chỉ đạo là đội này vướng đội kia, vướng đội nọ vướng đội kia là hỏng ngay. Người no và co người nào rồi thì nghề nào có vất vả riêng thôi. Ví dụ như nghề bếp thì lúc mọi người ăn thì họ lại làm. Thôi hôm nay này nhưng thay mặt cho gia đình Sapa TV cảm ơn công ty Tony Group. Anh em mình làm một tweet đi xong rồi. Sau đây có khi là mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu muốn xây nhà trọn gói thì hãy liên hệ với công ty Tony Group. Số thoại bao nhiêu nhỉ? 076 488 22 22 22 22. Thi công trên mọi miền Tổ quốc. Dạ vâng. Cà Mau có làm không? Phú Quốc vẫn làm anh. À cái biển đảo nó còn làm nữa là. Thôi rồi, anh em mình nâng đi đi nha. Dạ. Rồi đứng lên cho hoành tráng nha. Dạ. À. Anh em ơi! Tony Group! Mai Đình! Sapa TV! Mai Đình! Mời anh em nha. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kiến thức của anh em mình nha. Dạ. Mình còn làm rất nhiều clip về nhà mình ấy, thì hy vọng là các bác ủng hộ mình nhé. Để xem là cái bộ mặt của... À, cái bộ áo rồi bộ nội thất như nào.